hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị về cấu tạo cũng như là quy tắc của tấm panel inox bên Thịnh Phát cung cấp. Và hiện tại là Dung đang có mặt tại kho xưởng của Thịnh Phát, và trước mắt của mọi người đây chính là tấm panel inox được Thịnh Phát cung cấp cho các công trình lớn và nhỏ trên khắp toàn nước. Và ngay lúc này thì Dung sẽ mời quý anh chị theo chân Dung để cùng tìm hiểu xem là tấm panel inox của chúng ta có cấu tạo và cái quy cách của nó như thế nào nhé. Hiện tại như các anh chị đang thấy, đây chính là tấm panel inox. Tấm panel inox này có độ dày là 50 nha các anh chị. Tấm panel inox của chúng ta được cấu tạo bởi 3 lớp chính. Đó chính là lớp inox ở phía trên, lớp foam PU ở giữa và lớp inox ở phía dưới. Các anh chị có thể quan sát kỹ hơn. Đây chính là cái phần panel inox ở mặt ngoài. Cái lớp panel inox này của chúng ta có độ dày là 0.4 gen. Bề mặt tấm panel inox là bề mặt cán gân mờ và được dán chống chày để giúp bảo vệ tấm panel tốt trong quá trình mà vận chuyển đến tay khách hàng. Lớp foam PU của chúng ta là có độ dày là 50. Nó có khả năng cách âm, cách nhiệt và chống cháy lan cực kỳ hiệu quả. Như các anh chị đang thấy, đây chính là ngàm giác lóc. Ngàm này giúp cho các tấm panel inox của chúng ta liên kết chắc chắn hơn, đảm bảo công trình luôn bền đẹp theo thời gian. Tấm panel inox của chúng ta có tỷ trọng là từ 40 tới 42 kg trên 1 mét khối. Tấm panel inox có cái khổ hữu dụng là 1m1. Còn cái chiều dài của tấm panel sẽ được cắt theo yêu cầu của khách hàng. Bây giờ các anh chị hãy cùng Dung đo thử xem cái khổ hữu dụng 1m1 nó có chuẩn xác không nhé. Đầu tiên thì Dung sẽ cố định cái phần thanh đo ở phía bên này. Đây, cái phần khổ hữu dụng sẽ được tính từ mét của tấm panel phía bên kia và qua đầu mép tấm panel ở phía bên này, không bao gồm cái phần ngàm nha mọi người. Và đây em Dung sẽ đánh dấu cái phần mà kích thước đã được đo. Kích thước được đo chuẩn xác là 1m1 nha mọi người. Chào em Dung sẽ quay cận cảnh để mọi người có thể xem. Như các anh chị đang thấy, đây là những cái tấm panel mà khách hàng của Thịnh Phát đã đặt về để khách hàng có thể làm kho lạnh và kho đông. Bên cạnh cái ứng dụng làm kho lạnh kho đông thì tấm panel inox cũng có thể làm kho sấy hoặc là những cái kho mà đựng hóa chất. Bởi vì tấm panel có lớp bề mặt inox nó rất là dễ vệ sinh và lau chùi, không có lo bị rỉ sét. Đặc biệt là cái lớp inox này nó không có phản ứng hóa học khi mà tiếp xúc với những cái hóa chất phức tạp trong cái môi trường chứa đựng nhiều hóa chất, nên tấm panel inox luôn là cái phương án ưu tiên hàng đầu đối với những cái công trình ưu tiên về cái độ sập cũng như là độ chắc chắn, độ bảo ôn nhiệt độ và chống hao mòn bởi các hóa chất. Tổng kết lại, các anh chị có thể thấy là tấm panel inox của chúng ta sẽ thường có khổ hữu dụng là 1m1. Chiều dài của tấm panel sẽ cắt theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với từng cái công trình cụ thể. Về độ dày của phần inox, nó sẽ có độ dày từ 0.4 tới 0.5mm. Độ dày của tấm panel sẽ thường có là độ dày 50, 70 và 100. Bề mặt của tấm panel chúng ta có thể chọn bề mặt phẳng hoặc là bề mặt cán gân mờ. Bề mặt phẳng sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng vệ sinh lau chùi. Bề mặt cán gân mờ sẽ giúp cho cái công trình của chúng ta càng thêm chắc chắn hơn. Ngoài ra nếu mà khách hàng có yêu cầu, Thịnh Phát sẽ dán thêm cái phần miếng chống chày
để giúp bảo vệ cho cái tấm panel của khách hàng một cách hoàn hảo nhất trong quá trình vận chuyển, sẽ chống va chạm hoặc là gây ra những cái vết chày xước làm mất đi cái thẩm mỹ của tấm panel. Em Dung cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video của Thịnh Phát từ đầu video đến giờ. Quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng thì hãy để lại thông tin liên hệ ở phía dưới, hoặc là có thể gọi điện vào những cái số điện thoại mà Thịnh Phát để ở phía bên dưới đây, sẽ có chuyên viên tư vấn kết nối và tư vấn báo giá cho quý khách. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi video của Thịnh Phát. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị vào những video tiếp theo.